Hello các chị gái, sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho các chị. Mong rằng nếu mà các chị thấy video hay thì xin bấm like và chia sẻ. Đặc biệt là nhớ comment cái ngày tháng năm sinh của mình ở dưới để em có cái dịp, nếu như mà thấy có cái tuổi nào mà đặc biệt mà có gì đó khó khăn thì em sẽ inbox và em trả lời, hoặc là em sẽ liên lạc em trả lời giúp cho các chị có được thêm cái nhận định tốt hơn và những cái để phòng tránh. Thì đây là video clip về năm Mậu Tuất 2018. Thì đầu tiên hết thì chúng ta phải xét xem là chúng ta năm nay là sao gì, mệnh gì, vận hạn ra sao. Đầu tiên thì các chị là mệnh là xuyến sao kim, tức là bạn trang sức gặp năm Mậu Tuất là bình địa mộc, là tương khắc xấu. Kim mình khắc mộc nó cũng đỡ hơn một tí xíu là mình bị khắc ngược ha. Sao á thì rất là may mắn cho các chị, thì năm nay các chị có một cái sao rất là tốt, đó là sao Mộc Đức, may mắn và danh lộc rất là tốt. Sao Mộc Đức này tốt cho cả nam lẫn nữ. Hạn thì tam kheo, xây sát tay chân nhẹ, vận niên thử quy điền, tức là chuột về đồng tốt. Thiên can chữ Tân gặp Mậu là sinh nhập có lợi, nhưng mà địa chi Hợi gặp Tuất là tương xung, không phải là xung khắc, không phải là tứ hành xung là dần thân tỵ Hợi, nhưng mà nó cũng một dạng sinh xuất về ấy, cho nên là nó sẽ không tốt, bất an. Rồi xét chung thì đầu tiên hết là mình phải nhắc lại một tí xíu về thiên tính và một chút thiên mệnh của cái người mà tuổi Tân Hợi nữ 1971 này. Thì như đã nói ở mấy cái clip mà về trọn đời á, thì các chị của tuổi Tân Hợi á thì được có một cái là can sinh chi, hạn can của chữ Tân á, Hợi là sinh chi. Tài lộc thì những người mà có những cái tuổi can sinh chi á, thì tài lộc thì dễ tạo, công việc làm ăn á, đa phần rất là xuôi thuận. Tâm tính của những cái người mà tuổi Tân Hợi này, thiên tính của người Tân Hợi này là hiền lành, ít có tranh đua, không nhiều tham vọng, nên cuộc sống cũng không quá sóng gió, tại vì họ không có tham vọng lớn, họ cứ tà tà, họ cứ biết đủ cho bản thân, cho nên là ít gặp sóng gió trong sự nghiệp. Vì vậy cũng ngược lại, không gặp sóng gió trong sự nghiệp thì họ cũng ngược lại là họ khó có vươn cao. Các chị là người không giỏi xoay sở, ứng biến trong các cái tình huống mà bất ngờ thay đổi, tuy nhiên lại là hay được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống, cho nên là ít gặp khó khăn ha. Tức là mình do mình sống hiền lành, mình ít tranh đua nên người ta thấy mình vậy thì người ta giúp đỡ mình nhiều, cái đó là điều rất là tốt. Thuận sanh thì là vào ban đêm của mùa thu thì là các chị sẽ có số nhờ chồng, mà giàu sang phú quý ha, nhưng mà nghịch sanh thì vất vả thăng trầm, nhưng không thiếu về mặt tiền bạc mà đa phần khổ về mặt tinh thần. Nếu mà không thuận sanh, không thuận sanh mà sinh ban ngày mà sáng sớm của mấy cái mùa xuân á, mùa đó người ta giết heo nhiều lắm nên là không có gọi là nghịch sanh, thì sẽ là vất vả nhưng mà đa phần là khổ về tinh thần nhiều hơn là khổ về vật chất, không có phải cơm áo gạo tiền rồi này kia nhiều đâu. Rồi dù sao với tấm lòng mà hiếu thuận hiền lành chăm chỉ trong công việc các chị vẫn có nhiều cơ hội để tiến thân, dù là sanh nghịch hay là sanh thuận. Trung niên thì vẫn còn nhiều chao đảo khá nhiều, do đại hạn 10 năm từ 43 tới năm 52 tuổi là nó đại hạn ha, tức là các chị cũng vẫn còn đang trong đại hạn á. Nếu không khéo giữ gìn hạnh phúc gia đình sẽ dễ tan trong giai đoạn này. Đi vào hậu vận nếu mà vượt qua được năm 52 tuổi thì sẽ không có bị tài lộc dồi dào, cuộc sống hôn nhân thanh thản an nhàn, vượt qua được cái đại hạn của 10 năm từ 43 tới năm 52 ha. Công danh sự nghiệp của cái năm Mậu Tuất 2018 là như sau. Năm Mậu Tuất 2018 các chị may mắn nắm được sao Mộc Đức chiếu mạng này, gọi là gia đạo thì an vui, tình cảm tốt đẹp, mưu sự dễ thành, nhưng có một ít hao tốn thôi. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, đối với mà người mà mạng kim thì của các chị gọi là tương khắc,
kim với khắc mộc, nên mọi việc cũng không dễ trôi chảy thuận lợi như mong muốn. Nếu như mà sao mộc đức mà của những người hành khác á, những người mệnh khác á, thì họ sẽ ok, nhưng mà sao mộc đức với người hành kim thì nó cũng vẫn còn va vấp, vẫn còn vợn vợn gì đó. Thí dụ tốt người ta tốt 100%, mình chỉ tốt được 70% thôi, cho nên là cẩn thận. Rồi hạn thì năm nay là hạn tam kheo, nên phòng xây sát tay chân bị thương tích nhẹ, cẩn thận khi dùng dao kéo bằng sắc nhọn ha. Đi xe máy một mình vào ban đêm thì mình cũng nên cẩn thận, tại vì cái hạn tam kheo này nó hay xây sát tay chân lắm ha. Về tứ trụ thì năm Mậu Tuất này á, thì với tuổi của các chị là thiên lợi, nhưng mà địa lại là địa hao. Công việc làm ăn á, mưu sự thường gặp may mắn hay có người giúp đỡ ở buổi ban đầu ha, đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên á, là do cái địa hao á, gia đạo tình cảm có phần bất ổn, dễ xảy ra việc tiền bạc thất thoát, nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn để giảm bớt thiệt hại. Nè, lát nữa em sẽ nói tại sao phải quan tâm nhiều tới gia đình ha. Rồi, đó là cái sơ khởi. Thế thì tiếp tục coi là rồi vận niên á, thì là thử quy điền, tức là chuột về đồng, rất tốt cho công việc cũng như hoàn cảnh sống. Vận niên này á, đem lại nhiều thoải mái trong môi trường sinh hoạt, môi trường mà thí dụ như mình đang làm công việc gì đó, nhưng mà các chị mà ở tuổi này thì thích làm nhà nước, thích cái sự ổn định bình tĩnh, thì đây là một cái năm vận niên rất là tốt cho công việc. Mọi thứ nó cứ êm ả trôi ha, không có quá nhiều cái xào xáo biến động. Tài lộc thì dễ kiếm và còn có nhiều người giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Nếu như mà các chị mà lâm hạn thì sẽ có người giúp đỡ liền ha. Như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải á, thì năm Mậu Tuất 2018 này á, là có can thuộc mậu nè, can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa. Hỏa trung vận là thoái chủy, hỏa vận thì hơi bị nhiều. Đối với các chị mệnh kim á, gặp năm mà hỏa nó nhiều á, thì có phần bất lợi, nên có gặp may mắn cũng đừng quá tham vọng, thì danh lộc sẽ tăng trưởng và sức khỏe không có gì phải lo. Sao hạn á, thì khá tốt, công danh tài lộc dễ thăng tiến, nhưng chỉ nên tiếp nối công việc cũ, môi trường cũ thì cái thu nhập mới đáng kể và tinh thần sẽ thoải mái, nhẹ nhàng. Tuy nhiên năm nay với địa xung á, gia đình, tình cảm cũng như sức khỏe thất thường, đừng nên xông xáo nhiều mà chú ý đến gia đình, thì cuộc sống vẫn có phần an vui, sự nghiệp có phát triển. Có thể nói đây là một năm khá tốt, nhiều thuận lợi cho các chị. Vậy là quá ngon ha. Rồi xét về mặt tử vi của năm Mậu Tuất 2018 á, thì tiểu vận đi vào vương địa, tức là có tài tinh thiên phủ tọa chủ, tiền của gia sản sẽ gia tăng, mưu sự mọi việc thì rất là dễ thành công. Đó là ha. Lại thêm có thiên khôi tấu thơ ha, tức là cái hai cái sao này đó là hai cái sao hỗ trợ về mặt giấy tờ, cho nên là ký kết hợp đồng hoặc là triển khai những cái gì đó mà trên giấy tờ hợp đồng thì năm nay rất là dễ thành công và như ý. Tuy nhiên nhập hạn á, thì có nè, hoa cái, long trì, phượng cát, giải thần. Nếu như mà có cả những cái tinh quân tốt này thì đem đến rất là nhiều may mắn. Gặp hạn á, thì chắc chắn sẽ có người giúp đỡ. Đây là lợi điểm lớn nhất trong năm nay. Mà năm nay lại được sao chủ mộc đức cho nên hỗ trợ rất là nhiều tinh quân tốt. Chẳng khác nào mà như hổ được mọc thêm cánh nè. Đã bản thân đã được cái sao mộc đức rồi, còn cộng những cái tinh quân tốt này nó đi chung với sao mộc đức nữa là kéo một cả như một tập đoàn tốt đi theo ha, cho nên là sẽ rất là tốt cho các chị trong việc làm ăn. Rồi tuy vậy á, chỉ nên biết lượng lấy sức mình, đừng có mãi chạy theo danh lộc mà quên cái thân mình đi, vì á, là suy cho cùng á, thì suy nè, nhập hạn cùng với tử phù quan phù đà la thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, công việc cũng có kẻ cản ngăn, phá quấy, gây ra tranh chấp, kiện cáo. Tức là mình có nhiều sao tốt đó, bên cạnh đó mình cũng có những ngôi sao xấu đi theo nữa ha. Tốt thì nó kéo bè, kéo phái, thì nó có trắng, có đen đi theo nữa ha, cho nên là cẩn thận.
ngoại duyên á, tức là cái việc mà bên ngoài á, thì năm nay á, là kém thuận. Tử vi thì tuy có tướng nè, ấn quan á, nhưng lại bị tuần triệt nó chế hóa, tức là có những cái đó nhưng mà tuần triệt nó nhập cung luôn thì nó sẽ chế hóa cái đó đi, nó sẽ không cho cái đó phát huy một cách là tướng quân của mình nó phát huy một cách là tốt nhất, cho nên nó sẽ chế hóa đi. Vì thế các chị phải hết sức cẩn thận, suy tính mọi mặt mới có thể bảo toàn danh lộc. Cung mệnh gặp hung thần mạch diệt, đề phòng công việc, đừng thấy mối lợi trước mắt mà bất chấp nguy hiểm, dễ gây hậu quả khó lường. Tức là thấy có lợi đó nhưng mà phải cẩn thận loại mặt ha, chứ không phải thấy có lợi mà cứ lao theo là coi chừng bị cuốn vào chết á. Ngoài một số khó khăn phiền muộn, các chị cũng có nhiều niềm vui, được thiên hỷ tọa cung và thai phượng, thai nè, thai lưu phượng cát lưu chiếu, gia đình thì dễ có hỷ sự, cưới gả thêm cháu nội ngoại, đoàn tụ với người thân sau nhiều năm xa cách. Về mặt tài chánh, với hóa lộc lộc tồn và tiểu vận đi vào vượng địa, tiền bạc thì có cơ hội gia tăng và thậm chí là tích lũy được. Năm nay dễ có gia tăng và có thể mua nhà được ha. Nghe thấy ham ha, thấy có sao tốt thì khoái rồi. Nhìn chung các mặt về tử vi á, năm nay tốt nhiều xấu ít, nhưng vì địa xung cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn công việc, nhất là con cái dưới 21 tuổi. Bản thân cũng dễ bị ốm đau, cần đề phòng, phát huy cái việc làm cũ ha, tránh khỏi cái hao tốn và thu về tài lộc. Đây là năm khá về danh lộc nhưng lại kém về tình cảm và gia đình, cho nên là có được cái này thì sẽ mất cái kia. Rồi về mặt tình cảm thì năm nay với địa hao gia đạo có nhiều việc chẳng lành, tình cảm cũng có nhiều phiền buồn phiền lo lắng. Với bệnh phù nhập cung mệnh, gia đình thì dễ sinh rối rắm bất an, tình cảm vợ chồng thì có nhiều rạn nứt. Do bất đồng về quan điểm về tiền bạc, gia đạo bản thân cũng hay bị bệnh tai nạn, với khóc kinh đà, gia đình lại thường có những việc sinh ra tranh cãi, vợ chồng xung khắc. Nếu không khéo nhịn sẽ gây thêm bất ổn, ảnh hưởng không tốt đến công việc làm ăn. Năm nay các chị giải quyết gia đạo mà ổn thỏa, gia đạo mà êm ấm thì công việc của các chị bên ngoài sẽ kiếm nhiều tiền bằng cái sự êm ấm của gia đình của các chị. Năm nay chủ về sự khó khăn, có được ngôi sao tốt nhưng mà những cái tinh quân hỗ trợ về gia đình thì nó sẽ không được hoàn mỹ lắm, cho nên là các chị cần chú ý với việc gia đình. Và nhất là em nói đi nói lại ha, cả nam lẫn nữ tuổi này đều để ý con dưới 21 tuổi ha. Còn việc gì đó thì em không tiện nói, nhưng mà phải để ý ha, nó có rất là nhiều chuyện sẽ xảy đến, không chuyện này thì chuyện kia, cho nên là cần để ý giùm em ha. Tử vi thì có đường phù là hỷ thần, gia đình cũng có nhiều niềm vui về nhà cửa ha. Về tử vi dưới này cũng có xét là mình có niềm vui về nhà cửa, chỗ ở mới hay cưới hỏi cho con cái hoặc người thân đoàn tụ. Đối với các chị đang trong tình trạng độc thân, tuy tránh được rối rắm về gia đình, tức là gia đình độc thân thì đâu có rối rắm về gia đình đâu, nhưng chưa hẳn thoát khỏi nỗi phiền muộn lo lắng. Vì con cái lưu hạn có hỷ thần nhưng cũng có hư phá khóc hợp chiếu, cuộc sống có cả vui lẫn buồn, tình cảm nhiều dao động đổi thay, quan hệ tình cảm nên dè dặt để tránh bị tai tiếng thị phi, phần thiệt thòi là sẽ về phần mình. Nếu như mà các chị mà độc thân đã có ý chung nhân hay là người lớn năm nay mà giới thiệu thì nên tiến tới, quan hệ tình cảm sẽ tốt đẹp, có thể tiến đến hôn nhân một cách hoàn mãn. Đó là sơ khởi. Còn sức khỏe năm nay với địa xung và cung mệnh có bệnh phù hung thần đáo nhập nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, phòng tránh cái tai nạn nhẹ thôi, tai nạn mình cũng say sước rồi nhiều khi chứ không có bị ảnh hưởng tính mạng. Đặc biệt cẩn trọng trong việc ăn uống, dễ bị trúng độc thực phẩm ha, và phòng các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoài ra là cần phòng tránh tai nạn khi di chuyển, nhất là di chuyển chung với con dưới 21 tuổi ha. Cái đó là em lưu ý luôn, cái này là cái lưu ý riêng của em thôi. Trên đây
là một số cái thông tin cơ bản về tử vi năm Mậu Tuất 2018 cho các chị sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi. Thì đó là cái chung của cả năm như thế. Còn mà cái chuyện xui rủi hay là như thế nào đó thì nó còn phải trên từng tháng nè. Từ tháng tới 30 ngày là nó có những cái riêng biệt rất là đặc biệt. Cho nên là em có đi sâu thêm một chút xíu là làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm 2018 đối với các chị tuổi này luôn. Thì tháng đầu tiên của cái năm Mậu Tuất 2018 thì là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. Mệnh của chúng ta là mệnh Kim. Kim nó sinh Thủy là sinh xuất, là không tốt cho sức khỏe. Thiên can Giáp Tân, chữ Giáp với chữ Tân, chữ Giáp Dần với chữ Tân Hợi chúng ta không xung không hợp, trừ chủ hòa bình. Địa chi Dần và Hợi thuộc nhóm lục hợp. Vậy thôi, với các chị tháng Giêng khởi đầu năm Mậu Tuất 2018 này là một tháng khá thuận lợi về công việc và gia đình, vì có địa chi lục hợp, Dần Hợi, thiên can thì không bị xung hay rắc rối gì, cho nên là không ảnh hưởng gì lớn tới công việc. Công việc của mình nó tương đối. Lục hợp địa chi không những thường là địa chi là nói về cái sự hòa thuận trong gia đình này kia, nhưng mà về có lục hợp địa chi thì nó sẽ tương trợ rất là nhiều thứ ha, mà luôn cả thiên can luôn, nó sẽ trợ giúp cho thiên can, tức là công việc của mình, một cách rất là nhiều nhiều điều. Cho nên nó là sẽ ảnh hưởng tốt cho công việc rất là nhiều cho các chị. Gặp các chị có sao Mộc Đức nữa ha, thì đây là một cái tháng mà coi như khởi đầu khá thuận lợi cho các chị. Tuy nhiên do bản mệnh bị sinh xuất ha, các chị cần cẩn thận, nhất là tháng này là tháng Tết ha. Đi ra đây tiệc tùng đồ ăn uống nó cũng không phải là như mấy ngày thường ăn ba cái đồ Tết rồi này kia nhiều, thì nó cẩn thận hơn. Các chị rất là dễ bị ngộ độc thực phẩm ha. Rồi tháng 2 của năm Mậu Tuất là tháng Ất Mão. Tháng này cũng là tháng Thủy. Mệnh thì chúng ta vẫn như tháng kia là Kim sinh Thủy thì sinh không tốt cho sức khỏe. Thiên can Tân khắc Ất, tương khắc chủ sự khó khăn trong công việc. Thế thiên can ha. Địa chi thì chúng ta có tam hợp Hợi Mão Mùi, dấu hiệu tốt, chế hóa được nhiều điều xấu, những cái sao xấu đồ này kia nó sẽ bị chế hóa rất là nhiều thứ. Như vậy thì tháng 2 vẫn là tháng mệnh bị sinh xuất Kim sinh Thủy, nên các chị cũng vẫn tiếp tục nên chú ý sức khỏe của mình. Bên cạnh đó tháng này thiên can cũng bị tương khắc Tân khắc Ất, sẽ có khó khăn trong công việc xảy đến. Tuy nhiên cũng rất may cho các chị là cái chữ Tân của mình nó khắc chữ Ất, cho nên là có khó khăn đi nữa thì mình cũng giải quyết được. Chừng nào mình bị nó khắc kìa thì mới sợ, còn mà nó mình khắc nó thì dù gì đi nữa mình cũng chiến được ha. Dù gì mình cũng kèo trên nó kèo dưới ha, mình chiến nó được, qua được. Đặc biệt đúng không, tháng này là các chị có địa chi tam hợp là sẽ phần nào tương trợ và chế hóa các điều xấu mang lại cho các chị rất là nhiều. Gia đạo sẽ là chỗ dựa vững chắc, tại vì có tam hợp ở trong địa chi cũng như lục hợp trong địa chi thì gia đạo của mình nó ổn định, nó hài hòa, nó sẽ tương trợ cho mình rất nhiều. Cũng như cả năm em đã nói, các chị lo được cái việc mà ổn định gia đạo, không có sự xào xáo, thì các chị công việc ở bên ngoài của các chị nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thì đây là hai tháng, tháng 1 và tháng 2 này, em thấy là có sự hòa hợp trong gia đình, không có gì gây gổ, tương đối tốt ha. Đó là một cái dấu hiệu rất là khả quan. Rồi tiếp đến là tháng 3. Tháng này là tháng Bính Thìn. Tháng Bính Thìn thì là tháng Thổ. Thì như vậy là mệnh là Thổ sinh Kim, sinh nhập rất tốt cho sức khỏe và bản mệnh. Thiên can thì có ngũ hợp Bính hợp Tân. Đây là sự hợp về uy thế, chủ về trí, tức là về đầu óc của mình. Hợi và Thìn thì tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc gì ẩn nhau hết, không tương hợp luôn. Đây có thể coi là tháng mà có những thuận lợi nhất trong 6 tháng đầu năm của các chị. Vì là có sự tương hợp may mắn, mệnh thì sinh nhập, Thổ sinh Kim, sẽ giúp cho sao mệnh và bổn mạng sáng sủa hơn, cái sao tốt được tương trợ nhiều hơn ha. Mà gặp năm nay mình sao Mộc Đức nữa thì nó sẽ đem rất rất là nhiều thứ đến cho các chị.
Mệnh thì sinh nhập, phải không? Thiên can thì có ngũ hợp, bính hợp tân sẽ đem lại may mắn trong công việc. Nếu nếu như mà nói các chị mà muốn gì thì được đó trong tháng này ha. Nếu như mà mình như đã nói là các chị có cương trong tháng này thì cũng nên cương, chứ còn nhu thì nó quá ổn, thì tháng này nó quá tốt ha. Hợp đồng bàn thảo gì đó, những cái chuyện quan trọng thì nên tập trung vào tháng này mà triển khai thì nó sẽ hanh thông và dễ dàng thành công hơn ha. Địa chi thì không xung hay hợp sẽ cho các chị yên tâm về chỗ dựa là gia đình. Vậy như là tháng 1, tháng 2, tháng 3 là 3 tháng này là gia đình của chúng ta không có chuyện gì hết, nó không có xung, không có khắc, cho nên là chúng ta công việc của chúng ta cũng ngược lại cũng tương đối chạy êm ái, mọi thứ rất là ok ha. Như vậy thì đó là một điều rất là tốt, một cái khởi đầu mà của năm, 3 tháng đầu là coi như quý đầu tiên là mình êm rồi. Tới tháng thứ tư, tháng này là tháng Đinh Tỵ. Tháng Đinh Tỵ thì tháng này là tháng Thổ. Thì mệnh cũng như tháng Bính Thìn tháng 3 thôi, là Thổ sinh Kim, sinh nhập tốt cho sức khỏe bản mệnh. Thiên can thì chữ Đinh nó khắc chữ Tân. Chữ Đinh của tháng á, chữ Đinh Tỵ nó khắc của Tân, là tương khắc rất là xấu ha, gây cho công việc rắc rối, âu lo nhiều thứ. Hợi với Tỵ thuộc nhóm lục xung, dần thân Tỵ hợi, Tỵ hợi thuộc nhóm lục xung. Mà lục xung là gì? Là mô tả cái sự đối chọi nhau, chống đối nhau. Nhưng mà trong 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018, đây ngược lại với lại tháng 3 là tháng xấu nhất ha, có rất là nhiều cái sự xung khắc. Cho nên là các anh cần cẩn thận, quên rồi, các chị cần cẩn thận trong làm ăn nè, cũng như gia đạo. Vì thiên can Đinh nó khắc Tân, mà chữ mình như đã nói nè, Tân khắc Ất thì là mình khắc nó, còn này Đinh khắc Tân tức là tháng nó khắc mình. Là nó chủ sự rất là nhiều sự khó khăn, cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Có cương tháng kia thì cương như vừa thôi, nếu mà tính là tháng 3 mà chưa qua tháng 4 nó cũng còn tốt tốt thì em nói tháng 3 đang ở trên trời, tháng 4 nó ở dưới đất, vậy cho nên là có cương trong tháng 3 thì mình cũng cương vừa thôi, đừng có cương quá tới tháng 4 mình trở tay không kịp ha. Cho nên là chữ Đinh nó khắc Tân, chủ sự khó khăn và va vấp rắc rối trong công việc. Địa chi thì gặp lục xung, Tỵ hợi sẽ khó tránh khỏi nhiều việc xung khắc, đưa đến những cái xào xáo trong gia đạo, chuyện buồn ha. Và nhất là cái việc sức khỏe của chúng ta trong tháng này luôn. Như đã nói là tháng này năm nay chủ tốt về mặt danh lộc, tốt về tiền bạc, nhưng mà về coi như là mọi mặt về tình cảm gia đình thì không tốt. Và tháng này là tháng cực kỳ, rất là dễ xảy ra những cái việc đó, tại vì nó có địa chi lục xung và cả luôn thiên can là bị tương khắc nữa. Công việc ở ngoài khó khăn mà gia đình cũng rắc rối nữa, thì sẽ làm cho chị âu lo muộn phiền nhiều trong tháng này. May mắn cho các chị là dù sao tháng này mệnh cũng được tương sinh, Thổ sinh Kim sẽ giúp cho bổn mệnh được vững vàng. Các tinh quân tốt vì được bản mệnh tương sinh sẽ trợ giúp giảm bớt khó khăn cho các chị. Tuy nhiên nếu là các chị thì em xin nói rằng các chị phải nên cẩn thận mọi điều trong tháng xung khắc này. Đó là một cái điều mà khuyến cáo. Rồi tính tháng 5 của năm Mậu Tuất là tháng Mậu Ngọ. Tháng này là tháng Hỏa, Mậu Ngọ đây. Tháng Hỏa, mệnh thì chúng bị hỏa khắc kim, mệnh bị tương khắc xấu. Thiên can Tân với Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Hợi với Ngọ, địa chi hợi với Ngọ là tự chủ hòa bình, không hình hại, không tương hợp gì nhau hết. Như vậy đối với các chị tháng 5 này thì không còn nhiều khó khăn rắc rối trong công việc hay gia đạo như tháng 4, bởi cả thiên can và địa chi đều không bị tương khắc, không bị tương xung, cũng như không có hợp gì hết. Như vậy thì nó sẽ coi như là mình vượt qua cái tháng 4 được, là mình sẽ trở lại cái mặt đất ha. Mặt khác đó là coi như là cũng không tương hợp cho việc làm ăn. Tuy nhiên đây là tháng bị mệnh bị tương khắc hỏa khắc kim, nên sức khỏe của các chị dễ bị ảnh hưởng, bổn mạng thì không vững chắc, cho nên là cần phải đề phòng nhiều thứ ha. Nhớ nha.
Rồi tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, tháng này cũng là tháng hỏa. Thì nếu như tháng hỏa thì mệnh cũng bị tương khắc, thiên can tân kỷ thì không xung. Địa chi á, thì hợi mão mùi là tam hợp, dấu hiệu của nhiều sự may mắn. À, với tháng 6 á, các chị vẫn cần chú ý về mặt sức khỏe của mình do vẫn bị tương khắc bản mệnh. Nhưng nhẹ hơn tháng 5 vì đây là tháng hỏa âm, mà thực chất ra kim, mà cái xoa xứng kim của các chị tức là giờ vàng trang sức á, cần lửa để mà định hình, cần lửa thì mới làm ra trang sức được. Cho nên dù gì đi nữa thì tương khắc đó, nhưng mà nó cũng không quá đâu, cũng không quá nặng nề đâu nha, chứ không đừng có nghe mà nghe tháng bị mệnh tương khắc là lo lắng cái ăn ở trong nhà không, không đến nỗi nào, nhưng mà mình cẩn thận thôi. Tuy nhiên đây là tháng mà gọi là thiên can không xung không khắc gì hết, cho nên là công việc cũng vẫn không có nhiều biến động gì lớn, nhưng sẽ có tiền tài nhờ vào cái địa chi có tam hợp hợi mão mùi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho công việc cũng như gia đạo của các chị. Tháng này là có sẽ, nếu như em tính không sai thì các chị sẽ có tài lộc, hãy tận dụng lấy nó ha. Tài lộc đến và có được tiền tài, thậm chí là có tài bất ngờ nữa. Đó là những cái chia sẻ của em về tử vi năm 2018 Mậu Tuất đối với các chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Rất mong nó đem lại những cái thông tin cần thiết để các chị có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình, ứng dụng vào cái năm khá tốt này để mà tận hưởng tài lộc mà đem đến cho mình. Video đến đây là hết. Xin mọi người nếu như mà ai thấy hay xin bấm like và chia sẻ. Còn nếu như ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi bên dưới để đón chờ những cái video clip tiếp theo, có thể là tuổi của vợ chồng hoặc là người thân trong gia đình, bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.